các bạn. Hôm nay điện máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu các bạn là một chiếc máy gieo hạt, nó đầy đủ chức năng nhất từ trước đến giờ, không có một cái máy nào thể đầy đủ chức năng hơn con máy này cả. Nó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu từ trước đến nay của quý vị và các bạn. Thì hiện giờ con máy này chúng tôi đang lắp 12 răng kép nhé. 12 răng kép là một bên là bỏ phân, một bên là bỏ hạt. Đấy, mỏ là mỏ inox này, anh quay đây, mỏ inox sáng choang này. Đấy, chống dỉ. Bên mỏ dài hơn sẽ là bên cho phân, bên mỏ ngắn hơn sẽ là bên cho hạt. Thiết kế rất là thông minh để mà phù hợp với cái độ phân của độ phân hạt, thì nếu cắm sâu quá họ không nở được, đúng không? Đó. Đây là các bạn nhìn ra đây là cách nắp của nó này. Bên bánh đây là nó còn có chân trống này. Đấy, chân trống để giữ máy rất là tiện. Và ở cái hộp, anh xoay ra cái hộp đây. Cái hộp đây chúng ta có thể khi mà chúng ta lăn một nó nhẹ quá, chúng ta có thể mở chỗ này ra này. Chúng ta xoay cái là mở ra. Thì sẽ chúng ta cho đất, cho sỏi ở đây cho nó nặng máy hơn. Nó sẽ tốt hơn. Đấy, kể cả cái bộ phận mà để lắp cái con lăn này thế. Nó cũng rất là ngon. Rồi. Tiếp theo một cái nữa là cái máy này nó là thuộc dạng muỗng này. Đây các bạn để ý nhá, nó ra dạng muỗng. Nó ra cái dạng muỗng như này thì nó sẽ không bị sát cái vỏ lạc hay là vỏ đỗ tương hoặc đỗ xanh gì ở trong các bạn hay trồng thì nó sẽ không bị sát. Và chúng ta sẽ để ý là nó sẽ có các cái muỗng này, các cái muỗng nhỏ. Từ bé từ nhỏ đây nó sẽ có các cái màu khác nhau từ các kích thước khác nhau. Đấy. Khi mà chúng ta muốn một lỗ ra hai hạt á, thì chúng ta sẽ lấy một cái dài thì nó một lỗ ra hai hạt. Chúng ta lấy cái chai ngắn này thì nó sẽ một lỗ ra một hạt. Đấy là nó về tra lạc này, đậu phộng này, đỗ đen, đậu tương này. Đấy thì nó sẽ thay và chỉnh ở cái muỗng như này. Và cách thay là đây, chúng ta sẽ tháo từng mỏ ra. Chúng ta bắn tháo ốc vào ra và chúng ta thay vào. Đấy, dí vào là xong. Đó, tuy là nó sẽ mất thời gian hơn cái máy cái kiểu cũ một tí, nhưng mà nó sẽ tiện cho chúng ta là hạt kể cả khi chúng ta cắm xuống đất nhá, hạt dạ rất là đều. Đấy, đấy ưu điểm cái máy này như thế. Bởi vì là cái máy dạng cũ thì bị phản hồi rất là nhiều, nghĩa khi mà chúng ta lăn ở trên đất cứng này thì hạt ra rất là đều, nhưng mà khi mà xuống dưới lăn ở phía dưới đất thì nó sẽ có một hai chỗ là nó không ra hạt đó, thì bị phản hồi rất là nhiều. Cái tiếp theo là cái bên này là có thể rau gieo hạt rau, hạt rau cải này, gieo hạt mè này. Đấy, cái bổ sung là các loại hạt hạt rau nó cũng sẽ như bên kia, sẽ có kích thước là từ 0 đến 8 để mà các bạn phù hợp ra muốn một lỗ ra bao nhiêu hạt. Đấy, các bạn muốn ra bao nhiêu thì nó sẽ ra bấy nhiêu. Cái này thì nó thay thế rất là đơn giản thôi, thì chúng tôi sẽ có cái clip riêng để mà hướng dẫn các bạn là thay cái hạt như này, như cái như này đó. Đó là cái tiện lợi của nó. Và đây tiếp theo nữa là nó đáp ứng được cái nhu cầu là chúng ta có thể thay đổi được khoảng cách giữa các hạt này. Cái máy này nha, khi mà chúng ta lắp đủ vào nó có thể lên được 20 mỏ, khoảng cách ngắn nhất của nó là 8 phân, giữa hạt với hạt khoảng cách của nó là 8 phân. Đấy, đó là ngắn nhất. Thì chúng ta để thay nó lên từ 8 này, 10 này, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32 cm. Đấy là những cái khoảng cách mà chúng ta thường hay dùng để mà chúng ta gieo hạt của mình. Đó là một ưu điểm mà nó bao đấy, tôi đã giới thiệu sơ qua với các bạn. Đây, chả như hôm nọ mới về là chúng tôi đã chạy thử gieo hạt cải. Đấy, các bạn nhìn thấy vẫn hạt vẫn còn trong đây, hạt nhỏ này. Chúng tôi có thể tạo ra được một lỗ để ra từ 3 đến 5 hạt nhỏ này hoặc 1 2 hạt này, tùy vào cái muỗng ở đây. Cái muỗng chúng ta múc đây. Đấy, chúng ta muỗng chúng ta múc đây. Rất là đều. Cái tiếp theo nữa mà mọi người hay quan tâm nữa là cái lượng phân ra. Cái lượng phân nó ra thì là chúng ta có khống chế được lượng phân ra nhiều hay là ít hay không để nó tiết kiệm phân. Một cái hộp như này thì một hộp như này đẩy đổ được khoảng 20 kg phân không nhỉ anh nhỉ? Chắc được. Hộp nó rất là to bạn, nó không phải nguyên ở hộp này nhá, mà nó sẽ chảy đầy vào cái hộp này chỗ này. Thì đầy hộp đấy các bạn đẩy đổ đấy tiết chắc phải được đấy. Nhưng mà chúng ta cứ đổ vừa phải thôi, chúng ta lăn cho nó dễ. Tuy là cái máy này nó là cân bằng rồi, nghĩa là để ở đây chúng ta không sợ nặng nhẹ thì cứ đẩy là nó đi thôi. Đấy, nó không liên quan gì đến cái vấn đề chúng ta đổ nhiều hay đổ ít trong này đâu. Nó rất là nhẹ.
à đang nói là chúng ta sẽ cái để mà vì sao là ta có thể chỉnh được cái chao phơ. Anh đưa em cái bắn nhé, em bắn đi. Đây tôi sẽ tháo ra cho mọi người thấy. Rồi. Anh xoay đây mọi người thấy. Chúng ta mở ra nhé. Thì đây chúng ta sẽ có cái xoay nó bên ngoài. Xoay được con ốc đây đây. Đấy, đây thì. Đây. Bẻ cái không biết rồi. Như đang định mở, đang định không, em đang định bỏ cái xanh xanh ra mà thôi được. Đấy. Thôi. Đấy, thì... các bạn thấy chưa? Đây là đây con ốc cố định này. Thì cái này chúng ta sẽ xoay ở trong này. Đấy, chúng ta đây đóng hẳn này, không cho phân ra này. Cho phân ra nhiều này, cho phân ra ít là chúng ta sẽ ở đây, xong rồi chúng ta bắt chặt con ốc này vào. Đấy là nó sẽ chúng ta sẽ chỉnh được cái lượng phân ra nhiều hay phân ra ít, nó khác với các cái máy trước. Mình rất khó để mà nhìn cái độ vào da của phân, nhưng cái máy này nó có đầy đủ cả. Đấy vì sao tôi nói cái máy này toàn diện, nó tích hợp tất cả các cái chức năng tốt nhất của những cái máy gieo hạt từ trước đến giờ. Đấy, rất là dễ. Còn cái người chẳng hạn như bạn ấy bảo thì chúng ta muốn thay muỗng thì chúng ta tháo này cho tôi. Đó, chúng ta tháo cái này ra. Thì chúng ta so, chẳng hạn như ở cái muỗng như này thì nó sẽ ra tầm 2 đến 3 hạt một lỗ. Thì chúng ta thay cái muỗng ngắn này vào thì nó sẽ ra một hạt một lỗ là chính. Nó sẽ có những hạt nó nhỏ thì nó sẽ chui vào thì nó thành 2 hạt một lỗ, nhưng mà nó rất là đều. Thì các bạn thế đấy, yên tâm. Nó không đáng bao nhiêu so với cái hạt giống và cái công mà chúng ta bỏ ra cả. Rất là nhanh thôi. Đấy. Cho ông lắp vào. Đấy, rất là dễ. Không có gì khó cả. Đấy. Thì nếu mà các bạn đã sơ qua chiếc máy rồi, nếu mà các bạn mà mua máy thì hãy gọi điện thoại đến số máy ở trên màn hình hoặc vào phần mô tả của chúng tôi, thì ở trong đấy nó sẽ có mô tả chi tiết về chiếc máy và nó có cái link trang web của chúng tôi ở trong đấy. Các bạn có thể vào đọc và các bạn có thể mua máy trực tiếp ở trên trang web chúng tôi bằng cách đặt máy trên đấy để lại số điện thoại, thì bên tôi sẽ gọi điện lại để mà xác nhận và tư vấn cho quý vị và các bạn. Thôi giờ thì nếu quý vị thấy cái video này hay ạ thì hãy giúp chúng tôi là xin một like hoặc một comment share để cái thuật toán là YouTube, thì khi các bạn like share nhiều ạ thì mọi người sẽ biết đến được rộng cái sản phẩm của chúng tôi hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.